Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hai Tết Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một bộ đồ nghề thi công cáp quang, dụng cụ thi công cáp quang của kỹ thuật viên mà cáp quang của công ty bên mình nha. Thì ở đây nó sẽ có bao gồm các món như sau, để mình lấy ra cho các bạn coi. Ok. Đây, đầu tiên là một cây kềm dùng để cắt kẽm á. Khi mà các bạn tuốt sợi cáp quang á, nó sẽ có cái sợi kẽm thường rất là khó cắt bằng kềm đứt. Các bạn dùng cái kềm này cắt mà cắt cái bụp cái là nó sẽ đứt nha. Đó. Kế đến thứ hai á, là đây là cái máy test tín hiệu quang. Cái máy test tín hiệu quang nha. Đấy, nó sẽ dùng để mà đo suy hao. Ở đây có sẵn sẵn pin nè. Đấy, mở lên coi. Đó, nó sẽ đo cái độ suy hao của cáp quang nha. Hiện giờ chưa có đầu cáp quang nên chúng ta không có đo được. Thường là dùng để gắn vào. Ví dụ như các bạn đo thì các bạn sẽ lấy cái đầu đầu sợi dây quang á, nó đã gắn với modem á, các bạn gắn vào đây. Đó, như vậy nè. Đúng rồi. À, này nó chưa tháo cái khất. À, nó chưa tháo cái khất ngày này nên gắn vô không được. Mình sẽ gắn vô như vậy nha. Rồi sau đó mình bấm cái đèn đo. Nó sẽ có chuẩn suy hao. Nếu mà suy hao mà lớn hơn 2-3 hoặc là độ tín hiệu nó không ổn định nha. À, không dùng thì tắt cái đi nha cho nó đừng có hao pin. Còn ở đây là cái đầu phát connect này dùng để bấm trên sợi dây quang á. Ví dụ chúng ta sẽ có thể là lon sợi dây quang vô, sau đó dọn cái mũi dây quang vô, nó phải tháo luôn cái dắt này nữa đó. Sau đó chúng ta sẽ được cái thành cái đầu dắt quang. Cái đầu dắt quang này các bạn có thể thấy là kỹ thuật FPT, VNPT, Viettel á, ai đi thi công thì người ta xài nha. Đó. Kế đến là cây kềm. Cái kềm này dùng để tuốt sợi quang nhé. Ví dụ cái sợi quang nó sau khi nè, đây là cái kềm bấm tuốt vỏ dây quang. Tuốt vỏ dây quang nha. Cái sợi dây quang các bạn nhét vô đây nè. Sau đó các bạn bập lại, các bạn để cái sợi thân dây quang nó tới đây. Các bạn bấm bập lại thì các bạn sẽ rút ra được một cái sợi dây quang nhỏ bên trong. Nhưng mà cái sợi dây quang nhỏ này nó sẽ có một cái lớp lớp bảo vệ, gọi là lớp lớp nhựa, cũng giống như là lớp bọc vậy đó. Các bạn sử dụng cái đoạn kèm cắt sợi quang này nó rất là nhỏ nha. Các bạn thon qua, các bạn cặp nó lại và các bạn tuốt nó đi, cái nó sẽ chốc ra cái lỗi sợi quang. Và cái lỗi sợi quang đó mình mới dùng cho cái việc là mình nhét vào cái đầu phát connect này, thì nó sẽ thành ra là một cái sợi dây cáp quang hoàn chỉnh đó. Nhưng mà trước khi mà các bạn đưa cái sợi dây quang á, các bạn vô vô trong cái đầu phát connect á, thì các bạn phải cắt cho đúng kích thước của cái sợi quang. Nó sẽ bằng một cái công cụ gọi là cái công cụ là bộ dao cắt quang. Ở đây là một cái bộ dao cắt quang nha. Mắc nhất trong cái máy là chỉ có cái này thôi nha. Đó, đây là bộ dao cắt quang FC6S nha. Chúng ta sẽ để cái sợi dây quang vào trong đây và chúng ta đẩy lại, sau đó chúng ta ấn cái này là cái dao cắt nè, đẩy cái dao cắt tới nè là nó sẽ tự động nó cắt cái sợi quang nha. Quá chuẩn. Này nó có cái lưỡi dao này rất là bén nha các bạn. Đó. Rất là bén nha. Cái cứa cái là đứt tay á, chứ không giỡn đâu. Do vậy chúng ta đừng có nên dọc cái này nha. Là bộ dao cắt quang nha. FC6S thì hiện á, bạn nào mà có muốn mua cái thiết bị mà thi công cáp quang này nè thì có thể mua trực tiếp tại Hi-Tech Store. Bên mình đang phân phối cái dòng một nguyên cả bộ này luôn á, là 1.790.000 đồng nha. Chưa bao gồm công vận chuyển với lại xuất hóa đơn nha. Bạn nào có xuất hóa đơn thì cộng thêm 10% VT. Còn bạn nào muốn vận chuyển á, thì các bạn thanh toán trước. Mình sẽ gửi hàng thông qua Viettel Post, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm. Cái sản phẩm nó sẽ được gửi về cho các bạn á. Và các bạn lúc đó nhận hàng thì các bạn thanh toán phí ship là được nha. Rồi, thì cái video clip này á, mình chỉ chia sẻ là những cái vật dụng cần thiết á.
đó, của trong cái bộ đồ nghề thi công cấp quan của công ty Hitech. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này nha. Nhớ like, chia sẻ giùm mình. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng làm những video hay để mà phục vụ lại cho các bạn tìm hiểu nha. Cảm ơn các bạn.